Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Ngày 9 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ Phan Công Khanh, biệt danh Khanh Super, 29 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú quận 7 để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, Phan Công Khanh bị một người nộp đơn tố cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản liên quan đến mua bán dòng ô tô đắt tiền. Phan Công Khanh được biết đến là tay chơi ô tô đắt tiền lẫn xe mô tô phân khối lớn có tiếng tại Việt Nam. Trên Facebook cá nhân, Khanh từng chia sẻ khởi nghiệp với hai người bạn khi chung vốn mua xe Ducati, sau đó bán lại kiếm lời. Dần dần từ việc đam mê siêu xe, Khanh đã trở thành tay buôn khét tiếng trong giới chơi siêu xe, xe sang tại Việt Nam. Trước đây, Khanh cũng từng là vận động viên được biết đến với biệt danh là vua bóng chuyền phổi. Vì chấn thương, Khanh giải nghệ. Chỉ một thời gian ngắn sau, Khanh nổi như cồn với hình ảnh là một tay chơi và cũng là người mua, bán siêu xe đắt tiền tại Việt Nam. Gần đây có nhiều lời đồn về việc Khanh vỡ nợ. Hồi tháng 4, Khanh dính vào tin đồn vỡ nợ 300 tỷ đồng gây xôn xao dư luận và bị công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh triệu tập để làm việc. Ngày 16 tháng 6, Phan Công Khanh đã phủ nhận việc vỡ nợ, bỏ trốn hay bị bắt trên tài khoản cá nhân Facebook của mình với bài viết: "Cách đây 45 ngày, người ta đồn tôi vỡ nợ, bỏ trốn, bị bắt. Họ để lại những hoài nghi, dè biểu, bất tính, thậm chí lời lẽ nặng nề mà không chừa một đường cho tôi giải thích. Dù trong mắt các bạn là một Phan Công Khanh nợ nần, Phan Công Khanh sống biết trước biết sau được mọi người quý mến, là đứa trẻ ham chơi, vô luật, vô lối, vân vân và vân vân. Tôi vẫn tôn trọng các bạn, nhưng chắc chắn người mà tôi muốn mình sẽ trở thành trong tương lai là một người sẽ hướng giới trẻ đến một lối sống lành mạnh, an toàn, mang đến nét đẹp đường phố, nét đẹp cho giao thông cộng đồng." Sau cùng, Khanh muốn nhắc đến cộng đồng mạng. 80-90% những gì các bạn thấy mỗi ngày khi lướt mạng xã hội chưa chắc là sự thật. Hãy sàng lọc thông tin và tìm hiểu trước khi kết luận về một sự việc, về một ai đó. Phan Công Khanh sinh năm 1994, quê gốc ở Bến Tre, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong giới chơi siêu xe, Khanh nổi tiếng ngang với nhiều gương mặt đình đám như Hoàng Kim Khánh, Cường Lula, Minh Nhựa. Ngoài những dân chơi xe khác tiếng, Phan Công Khanh còn quen biết với những nghệ sĩ, người nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Binzy, Tuấn Hưng, cầu thủ Quang Hải, thủ môn Bùi Tiến Dũng. Phan Công Khanh chính thức bước vào mảng kinh doanh siêu xe từ năm 2017. Khanh là người đại diện pháp luật của công ty K-Super, một công ty chuyên kinh doanh ô tô hạng sang có tiếng và sở hữu một showroom ở số 6 đường Trần Hưng Đạo, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Trên trang cá nhân, Khanh thường xuyên đăng tải hình ảnh chụp cùng những mẫu siêu xe đắt đỏ như Rolls-Royce, McLaren, Lamborghini, Ferrari, Porsche, G63. K-Super là tên tuổi nổi nhất nhì Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh siêu xe và xe siêu sang, được nhiều người nổi tiếng ghé thăm như ca sĩ Tuấn Hưng, cầu thủ Quang Hải. Đại gia cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ cũng từng đặt mua xe qua showroom này. Phan Công Khanh hiện đã có vợ tên Lê Loan, đã có một con gái. Dù chưa tới 30 tuổi, nhưng Phan Công Khanh đã trở thành tay buôn siêu xe khét tiếng ở Việt Nam và được coi ông trùm trong giới, cũng như idol của giới trẻ. Không chỉ nổi tiếng với những chiếc xe độc nhất thế giới, giá trị cao được mang về Việt Nam sớm nhất, Phan Công Khanh còn thường xuyên đăng tải những bài viết làm từ thiện, giấy chứng nhận của cơ quan chức năng khi xây nhà cho người dân. Trên trang cá nhân của mình, Phan Công Khanh từng nói về sự nghiệp kinh doanh mát tay, làm giàu của mình và nhận được rất nhiều lượt like, chia sẻ. Khanh nói, muốn giàu có, bạn phải chấp nhận nghèo khó một thời gian. Muốn có nhiều thời gian, bạn phải chấp nhận bận hơn người khác một thời gian. Muốn sướng cả đời, bạn phải chấp nhận chịu khổ một thời. Muốn có những thứ người khác chưa từng có, phải làm những việc người khác chưa từng làm. Hãy luôn tiến về phía trước, kiên trì và nỗ lực hết mình. Tháng 5 2023, showroom K-Super của Phan Công Khanh đóng cửa trong sự tiếc nuối của nhiều người hâm mộ siêu xe. Tuy nhiên, đến ngày 8 tháng 6, Khanh tổ chức buổi lễ khai trương showroom mới rất hoành tráng. Showroom mới có tên là K-Super, bỏ đi một chữ P so với tên showroom cũ. Trong lễ khai trương, loạt siêu xe mới nhất, hot nhất như Ferrari Portofino M, Ferrari FS90 Stradale, Lamborghini Muscle Lago LP640, SV Roadster, Lamborghini Huracan,
STO hay McLaren 765 LT Performance đã xuất hiện. Hoạt động rầm rộ, phô trương của showroom siêu xe K-Super đã khiến cơ quan chức năng chú ý. Một ngày sau khi cơ sở kinh doanh này khai trương, Công an quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị tại các tuyến đường trên địa bàn. Tại cửa hàng kinh doanh siêu xe K-Super của Phan Công Khanh, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này để 6 ô tô chiếm trọn vỉa hè nên tiến hành lập biên bản. Showroom bị xử phạt về hành vi đổ, để xe ở vỉa hè trái quy định pháp luật. Theo khoản 3 điều 5 Nghị định 100/2019 sửa đổi bổ sung theo Nghị định 123/2021, chủ cửa hàng kinh doanh ô tô bị xử phạt 900.000 đồng. Ngoài ra, tổ công tác đề nghị cơ sở này không tái phạm. Và khoảng một tháng sau khi K-Super khai trương, Phan Công Khanh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Chiều tối 9 tháng 7, các ô tô đắt tiền tại showroom K-Super của Phan Công Khanh được di dời đi sau khi thông tin người này đang bị công an tạm giữ. Các nhân viên của showroom cậu các siêu xe lên xe tải để di chuyển đến nơi khác. Thời gian vừa qua, nhiều chiếc siêu xe khi về với tay các đại gia Việt đều qua tay của Khanh. Một số những mẫu siêu xe hiếm và những thương hiệu xe hạng sang đã được mọi người quen tên như Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, Porsche thường được Khanh đưa về nước. Tay buôn siêu xe khác tiếng từng chia sẻ trên trang YouTube của mình rằng gia đình không phải khá giả. Tuy nhiên, vì quá đam mê với những chiếc xe nên Phan Công Khanh bắt đầu từ việc mua đi, bán lại xe. Sau này công việc của anh mới dần dần phát triển và có thu nhập khá hơn. Phan Công Khanh là người đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại K-Super, thành lập ngày 7 tháng 1, 2020, có địa chỉ tại số 44 đường số 21, khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. K-Super sở hữu một showroom ở số 6 đường Trần Hưng Đạo, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Trên trang cá nhân của mình, Phan Công Khanh thường chia sẻ những hình ảnh giới thiệu về loạt siêu xe giá trị đắt đỏ và hiếm có. Bộ sưu tập của Phan Công Khanh đều là những mẫu xe hạng sang Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche cùng hàng loạt xe phân khối lớn. Anh từng chia sẻ trên trang cá nhân về chiếc Lamborghini Aventador Roadster siêu đắt với giá khoảng 30 tỷ đồng khi về Việt Nam. Hay mới đây, Phan Công Khanh vừa giới thiệu với một trong những siêu xe giá trị nhất ở Việt Nam thời điểm hiện tại, biệt thự di động Rolls-Royce Phantom 8 với tổng trị giá lên đến 70 tỷ đồng. Trước khi Phan Công Khanh bị tạm giữ, showroom mới nhất của Khanh là K-Super đã trưng bày nhiều siêu xe hàng hiếm tại Việt Nam với giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng như cặp đôi McLaren 765 LT, Lamborghini Murciélago Roadster, Mercedes AMG GT Roadster. Hình ảnh Phan Công Khanh cũng từng gắn liền với những mẫu xe đình đám khác như Lamborghini Aventador SVJ thứ hai về Việt Nam, McLaren 720S Spider, Lamborghini Huracan STO hay Lamborghini Huracan Evo. Showroom K-Super từng gây tiếng vang trong giới chơi xe khi nhập khẩu về một số mẫu siêu xe triệu USD Hypercar và bàn giao cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ hay đại gia Hoàng Kim Khánh, bao gồm Porsche 918 Spider, McLaren Senna, McLaren Senna GTR, Ferrari 488 Vista Spider hay Ferrari SF90 Spider. Một số mẫu xe nhập khẩu thông qua K-Super đã đến tay giới buôn bán lan đột biến như McLaren 765 LT, McLaren 720S, Lamborghini Aventador, Aventador SVJ, Ferrari SF90, Ferrari 488, Bentley Flying Sport hay Lamborghini Huracan. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.